Xin chào tất cả các bạn, mời các bạn đến với quán cà phê The Rose ở đường Nguyễn Tất Thành, cách thành phố Pleiku không xa, tầm 3 cây số. Và quán cà phê này được mệnh danh là một trong những nàng tiên khu vực Nguyễn Tất Thành. Nó nằm ở con hẻm 44-1 Nguyễn Tất Thành các bạn. Quán được thiết kế một màu, tông màu chủ đạo đó là màu hồng, có cả ba bạc tăng đơ. Quán được thiết kế là 3 lầu. Ở lầu trệt các bạn có thể nhìn ra không gian thành phố. Ở tầng 2 các bạn có thể ngắm nghía thành phố ở trên cao. Và tầng 3 dường như là hơi xa lạ vì ít người lên, cho nên tầng 3 tạm thời khép kín và đóng cửa. Tuy vậy nhưng mà khách lúc nào tới cũng đông. Quán này đông nhúc nhất là tầm vào sáng sớm, 7 giờ tới 10 giờ các bạn. Khách ở đây toàn là khách dân phòng, văn phòng, công sở, công chức. Họ mến mộ vẻ đẹp lãng mạn bay bổng, dịu ngọt và rất ngọt ngào nơi đây, cho nên họ thích ngồi ở những dãy ghế hành lang để nhìn ngắm không gian xung quanh, để phát triển ra nhiều ý tưởng hay ho. Còn đối với dân văn phòng hay dân công sở chúng mình còn thích lên trên lầu 2. Nơi này không gian hoàn toàn là màu hồng tươi đẹp ngọt ngào, có xe đạp, có chậu hoa, có những không có cái không gian thiết kế thực sự hợp với những người lãng mạn như chúng mình. Không gian thực sự ngọt ngào, hai tông màu chủ đạo đó là màu hồng và màu đen. Trên lầu các bạn cũng sẽ có cơ hội nhìn ra xa và cảm thấy mát mẻ thoải mái vô cùng với cách thiết kế và decorate thực sự đơn giản nhưng hợp mắt lý thú. Nếu như các bạn có dịp ghé qua đường Nguyễn Tất Thành thì hãy ghé quán cà phê The Rose 44-1 nhé. Chắc chắn các bạn sẽ tìm được cảm giác thơm ngon mới lạ của cà phê cũng như trong quang cảnh, và tìm được như vị và cảm giác thanh bình nơi đây. Tạm biệt các bạn.